Gia đình này đang vui vẻ cùng nhau đi dã ngoại trong rừng, bỗng từ đâu tai họa bất ngờ ập tới, một con nai lao thẳng ra trước đầu xe khiến chiếc xe mất lái đâm loạn xạ. Cả gia đình ba người giờ đây chỉ còn lại đúng đứa con cô đơn trong vô vọng. Thằng bé đang đau buồn tuyệt vọng không biết phải làm sao thì từ trong rừng ra lúc này lại vang lên vô số âm thanh gầm gừ của loài thú hoang dã nào đó. Cứ như thế âm thanh ngày càng gần hơn và nó không ngừng đuổi theo cậu bé. Đến một góc rừng cậu bé bị chặn lại bởi cả một bầy sói. Chúng không ngừng hướng ánh nhìn chết chóc về phía bữa ăn ngon đêm nay. Lúc sắp chuẩn bị đối mặt với lần danh sinh tử thì mặt đất bỗng dưng rung chuyển dữ dội, dường như có bước chân thứ gì đó nặng nề dẫm lên, từng tiếng thở mạnh mẽ dần dần tiến tới khiến lũ sói hoang sợ hãi mà bỏ chạy. Xuất hiện phía sau là một chú rồng với kích thước vô cùng to lớn, toàn thân nó phủ một màu xanh như màu của núi rừng, cậu bé không những không sợ hãi mà còn ngây thơ hỏi mày sẽ ăn thịt tao sao. Trái ngược với vẻ ngoài dữ tợn đó, con vật lại từ từ chia tay ra nhưng ngỏ ý muốn cậu làm bạn cùng mình. Cậu bé nhìn về phía nơi cha mẹ đang nằm và chú rồng cũng hiểu mà nhìn theo như muốn tạm biệt lần cuối với họ. Sau đó cậu bé nhẹ nhàng ngồi vào lòng bàn tay chú rồng rồi cả hai cùng nhau bay lên cao. Đây là vùng Mưu Hay phần nổi tiếng với những con rồng nhưng tuyệt nhiên trước giờ chưa từng có ai nhìn thấy mà chỉ toàn là những câu chuyện đã được thêu dệt nên. 6 năm trôi qua, bé trai Peter nhỏ nhắn ngày nào được một con rồng cứu giúp giờ đã lớn. Còn người bạn rồng ấy cũng được đặt cho một cái tên rất hay theo quyển sách mà cậu thích là Elliot. Cả hai chơi đùa với nhau rất vui vẻ, họ không ngừng đuổi bắt nhau khắp khu rừng. Chú rồng còn giang đôi cánh to rộng mà mang Peter bay lên bầu trời cao xanh làm cho cậu bé chơi rất sảng khoái. Khi Peter đang đuổi theo và bắt được một con thỏ thì bên bờ suối kia một con gấu nâu xuất hiện như muốn giành lấy mà gầm gừ không ngừng, cậu cũng chẳng thua kém mà hú to đáp trả. Con gấu sợ hãi mà bỏ đi nhưng cậu biết nó không phải sợ mình mà là sợ Elliot đang đứng ngay phía sau. Peter vui vẻ vì biết người bạn xanh này không bao giờ bỏ rơi mình. Chú rồng nhìn thật sự ngu ngốc đến đáng yêu. Nó không ngừng chơi đùa với chiếc đuôi của mình chẳng khác gì một chú cún cưng. Cậu bé leo lên ngọn cây to mà hét lớn như muốn từng cành cây ngọn cỏ mang âm thanh mình đi xa. Đêm đến ngồi dưới bầu trời đầy sao, chú rồng bây giờ lại trở nên tĩnh lặng lạ thường như có một nỗi niềm gì đó. Peter tiến đến dựa vào tấm thân đầy lông ấm áp như muốn an ủi người bạn to lớn của mình. Khi cả hai đang đi trong rừng thì họ phát hiện có một cô kiểm lâm rừng Grace. Thấy vậy Peter không ngừng theo dõi và cậu đã lấy một món đồ của cô. Phát hiện có sự bất thường nhưng đã đến giờ tan ca, Grace chẳng kịp suy nghĩ mà rời đi còn không quên vứt luôn chìa khóa xe cẩu của đám lâm tặc. Chú rồng xanh thấy sự tàn ác của chúng cũng vồ mạnh cho cái xe nát bét. Khi mở ra chiếc đồng hồ quả lắc bên trong đó có hình ảnh một gia đình ba người làm Peter nhìn vào một hồi lâu nhớ lại cha mẹ. Chưa kịp buồn thêm thì Elliot lại gần và cả hai cùng dựa vào nhau mà chìm vào màn đêm yên tĩnh. Cuộc sống an lành như này chẳng mấy chốc mà bị phá vỡ. Một hôm khi đang ngủ thì Peter bị đánh thức bởi vô số tiếng của máy cưa và động cơ, đám lâm tặc không ngừng hạ từng cây trong rừng xuống. Ở bên bìa rừng, Peter sợ hãi mà trốn vào một góc âm thầm quan sát hành động của họ, nhưng cũng chính vào lúc này có một cô bé không ngừng tiến đến và đã phát hiện ra cậu. Thấy bản thân bị bại lộ nên Peter nhanh chóng bỏ trốn vào sâu trong rừng nhưng cô bé không ngừng đuổi theo phía sau, bất lực cậu leo lên cây nhưng cô cũng leo lên theo. Và do không cẩn thận mà cô bé đã bị trượt chân. Peter nhanh chóng lao đến cứu cô nhưng không may cành cây lại bị gãy khiến cả hai cùng nhau rơi xuống. Cô bé bảo mình tên là Nathanie, mái tóc dài của cô làm Peter không ngừng tò mò vì lần đầu được gặp sinh vật như này. Gia đình Nathanie nghe tiếng la hét nên chạy đến tìm cô bé và cũng ngạc nhiên khi phát hiện ra sự tồn tại của cậu bé người rừng. Trước giờ chưa từng tiếp xúc với nhiều người như thế làm Peter rất sợ hãi nên cậu nhanh chân trốn chạy nhưng vẫn bị đám người túm được. Họ không ngừng hỏi về bản thân và gia đình cậu. Bên này, Elliot cũng đã tỉnh dậy, sau đó nó đi tìm kiếm bạn mình khắp nơi. Nó còn tưởng rằng Peter đang muốn chơi trò trốn tìm cùng mình nhưng ú òa mãi mà chẳng thấy cậu đâu. Con rồng tủi thân mà đánh hơi theo mùi cậu để tìm cho ra thằng bé vì sợ nhóc gặp nguy hiểm. Peter được cô Grace đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Mọi thứ với cậu đều lạ lẫm và nhóc thử chạm vào thứ màu đỏ được treo cạnh giường ấy vậy mà nó đã quay lại làm cậu giật bắn cả người. Trong khi mọi người nói chuyện thì Peter nhân cơ hội bỏ trốn qua cửa sổ, nhóc không ngừng chạy bằng đôi chân trần của mình vì mong muốn được trở về với người bạn rồng. Những con đường xa lạ ở thị trấn và vô số xe chạy qua nhưng cậu cứ mặc kệ mà tiến về phía trước. Trên đường cậu gặp một con chó không ngừng sủa, thấy nó láo quá nên là cậu dọa cho nó im bặt. Lúc này nhóm của cô Grace và cảnh sát cũng đã đuổi đến nơi, vì không quen với lối đi ở đây nên Peter đã rẽ vào đường cùng. Trong vòng tay cô kiểm lâm, cậu bị bắt lại mà không ngừng vang lên những tiếng rú như tuyệt vọng vì không thể quay về nhà. Người dân và cảnh sát đứng bên ngoài thấy cảnh này cũng vô cùng thương cảm cho cậu bé người rừng đã bị cách xa nhân loại này. Bên này, Elliot dường như cũng cảm nhận được điều gì đó. Nó lần theo âm thanh tìm đến bên bìa rừng và phát hiện đám lâm tặc đang nói chuyện. Thế là nó cũng đứng lại nghe ngóng nhưng sức dựa quá nặng mà làm cả một cái cây đổ ngã.
Sự việc làm đám người tưởng có động vật hoang dã to lớn đang ở gần nên đã cầm súng lên và chuẩn bị đi săn. Chú rồng bị đám thợ săn không ngừng dò tìm. Họ đi sâu vào rừng thấy được một dấu chân rất to và sau đó tìm thấy một hang động dưới gốc cây. Dù rằng nó không có ý định làm hại con người, nhưng khi thấy một gã cầm quyển tập tranh của Peter đi làm, nó vô cùng tức giận mà gầm gừ tiến lên. Nó xô ngã cái cây rồi bẻ gãy luôn súng của đám người. Nó bất ngờ xuất hiện trước mặt lũ người này mà phun cho hắn một bãi nước bọt. Lần đầu tiên thấy con vật to lớn như vậy làm họ vô cùng sợ hãi mà gấp rút tìm cách bỏ chạy. Peter được cô Grace và Nathaniel mang về nhà của mình. Ở đây họ dạy cho cậu về cách sinh hoạt cơ bản của con người. Cậu rất thích chiếc sofa có khả năng đàn hồi như đang nằm trên mây. Nhờ vào sự yêu thương của mọi người mà Peter cảm nhận được thứ tình cảm trước giờ cậu không hề hay biết. Elliot sau khi đuổi đám người phá hoại đã lần theo mùi mà tìm Peter. Chú rồng đi đến bệnh viện cậu từng nằm trong thị trấn và bay theo chiếc xe mà đến được nhà Nathaniel. Với bản tính vụng về nó, thắng gấp rồi đáp đất bằng cả mặt của mình là điều nằm trong dự tính. Elliot thấy nước được tự động phun ra thì giống như Peter mà cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Nó tò mò với những đồ kỳ quặc của nhân loại, khi chạm vào thì nước lại ra nhiều hơn làm chú rồng bối rối. Elliot đưa mắt nhìn vào cửa sổ thấy Peter ở cùng mọi người rất hạnh phúc dù rất không nỡ nhưng nó chọn cách bỏ về hang đầy cô đơn. Nó không muốn phá vỡ khoảnh khắc tươi đẹp ấy. Chú rồng thở dài đầy buồn tủi vì căn phòng ấm áp ngày nào cả hai cùng nương tựa vào nhau giờ chỉ còn mỗi mình nó. Nhưng Elliot không biết rằng Peter lúc nào cũng rất nhớ về nó mà không ngừng xin mọi người đưa cậu trở về, nhóc vẽ cả một bức tranh cho người bạn của mình. Bố của cô Grace là một người cũng rất yêu rừng và ông nói đã từng gặp được chú rồng xanh. Trong một lần ông đi săn thì bầu trời bỗng nhiên bị che phủ bởi thứ gì đó nên ông nhìn lên thì đấy là một con rồng toàn thân màu xanh. Cảm giác như có phép màu nên ông đã hạ súng xuống mà cả hai cách nhau một con suối cứ thế nhìn nhau chằm chằm. Qua lời nói của cha và bức tranh Peter vẽ, cô càng tin chắc rằng loài rồng còn tồn tại. Thế là sáng hôm sau, Grace quyết định mang đứa trẻ trở về lại với khu rừng. Peter rất vui mà không ngừng chạy gọi lớn la hét tên của Elliot. Những năm ở đây cậu thuộc lòng mọi cung đường của núi rừng như lòng bàn tay. Peter dẫn họ đến ngôi nhà nhỏ mình cùng chú rồng xây nên. Sau đó vào hang động cậu gọi Elliot ra. Con vật đáng yêu cẩn thận thò đầu ra nhìn mọi người một cách dè chừng và trước sự to lớn hùng vĩ của nó thì nhóm Grace vừa vui vừa sợ. Cô bé Nathaniel từ từ bước lại gọi tên chú rồng. Nó ngoan ngoãn để cho cô sờ bộ lông của mình còn tỏ ra rất tận thường. Nhưng lúc này bỗng một mũi tên có tẩm thuốc gây mê bắn vào nó. Sự đau đớn làm Elliot vô cùng tức giận. Đám người kia không những bắn mà còn trói buộc hòng mang chú rồng đi dù Peter cố dùng gậy để đánh đuổi họ nhưng cũng hoàn toàn vô ích. Cậu hô lên Elliot bay đi nhưng khi con rồng cố bay lên không trung chưa được bao lâu thì nó đã rơi xuống do đã ngấm thuốc mê và chính em trai của bạn trai Grace là người bắn nó. Họ mang con rồng về thị trấn bằng một chiếc xe tải lớn. Đám thợ săn vô cùng vui mừng tự đắc. Những người dân trước nay chưa từng gặp rồng cũng vô cùng tò mò mà quay lại xem. Peter rất thất vọng về Grace, nhóc đã tin tưởng cô nhưng cô ta đã lừa dối cậu mà mang đám người xấu đến đây để làm tổn hại đến Elliot. Vì mất lòng tin nên Peter nói với Nathaniel rằng mình sẽ không tin một ai nữa cả. Trong khi mọi người đang không ngừng nói xem con rồng sẽ thuộc về ai thì thuốc mê đã dần hết, chú rồng bỗng kêu lên vô cùng đau khổ. Grace tiến lên không ngừng vuốt ve như muốn an ủi nó, đám người đến ngày một đông hơn và cảnh sát cũng đã đến đây, thấy không thể đi cổng chính mà vào. Thế là hai đứa trẻ leo lên mái nhà rồi vào được trong nhà kho. Nathaniel khóa cửa còn Peter tranh thủ tháo hết xích đang trói Elliot ra. Chú rồng cố gắng đứng dậy dù đang rất mệt. Đám người bên ngoài phá cửa tiến vào được thì không thấy con rồng đâu. Tưởng con vật đã bay trốn đi mất nên họ lao ra ngoài tìm kiếm nhưng lại không biết rằng nó còn có khả năng tàng hình. Làm sao để mang Elliot đang kiệt sức đi đây? Nathaniel không biết lái xe và Peter cũng thế. Nhưng may nhờ có người cha của Grace giúp đỡ. Chẳng cần chìa khóa mà bằng kinh nghiệm lão làng của mình. Ông chỉ cần dùng một con dao cũng đã khởi động được máy sau đó hất tung cả nhà kho mà lao ra mang chú rồng đi. Đám người phía sau không ngừng đuổi theo đến một cây cầu thì xe của họ bị chặn lại. Thấy sắp tông phải người dân nên hai đứa trẻ và Elliot sợ hãi mà không ngừng co người lại. Cuối cùng gã thợ săn cũng nhanh chóng né ra tuy nhiên chiếc xe thì chẳng may mắn như thế mà bị đẩy thẳng xuống sông. Tưởng đã thoát được thì bỗng Elliot tỉnh lại và bay ngược trở về. Đứng trên cầu nó tức giận không ngừng phun lửa. Đám lửa lan ra nhanh chóng làm cho cây cầu nứt vỡ. Xe của Grace và bạn trai cũng bị kẹt lại và sắp bị rơi xuống vực. Sau khi nghe được lời Peter an ủi thì Elliot dần bình tĩnh lại. Vào phút quan trọng chú rồng đã giúp họ đỡ lấy chiếc xe nhưng chẳng kịp nữa rồi. Một mảng lớn cầu vỡ ra làm cho cả hai cùng con rồng rơi xuống chẳng thấy bóng dáng đâu. Tất cả đã kết thúc rồi ư nhưng không, bỗng chú rồng từ đâu mang họ quay trở lại từ cõi chết. Nhân cơ hội mọi người còn đang vui mừng thì Peter cùng Elliot bay lên cao vượt qua từng tầng mây. Chú rồng xanh cùng cậu bé quay trở về nhà nhưng cảnh vật nơi đây giờ đã tan hoang, ngôi nhà gỗ cũng bị phá hủy và họ không thể ở lại đây nữa vì đám người xấu đã biết vị trí của mình. Chú rồng biến mất rồi sau đó hiện ra như đang chơi trốn tìm cùng Peter, cũng như muốn nói nó có thể tàng hình nhưng Peter thì không. Biết rằng không thể giữ cậu mãi bên mình, chú rồng từ từ đẩy quyển sách đến bên cậu và nó dừng lại ở một trang có cảnh một gia đình đoàn tụ.
Elliot như muốn nói Peter đã đến lúc cậu phải quay về với nơi cậu cần được tới, rồi đôi mắt nó rưng rưng như không nỡ và ôm lấy cậu bé vào lòng đầy lưu luyến. Hôm sau Elliot mang cậu bé đến nhà cô Grace, khi thấy Peter cô vô cùng vui mừng và cả hai chạy đến ôm chầm lấy nhau nở nụ cười thật hạnh phúc. Trên bầu trời lúc này chú rồng cũng đã bay xa và biến mất trong làn mây, kể từ đó không một ai có thể nhìn thấy con rồng một lần nào nữa. Thời gian dần trôi qua, Grace cùng người bạn trai cũng đã kết hôn, Peter cũng được họ nuôi dưỡng rất tốt. Mỗi năm cả gia đình đều cùng nhau leo lên ngọn núi năm xưa, trên ngọn núi cao những làn gió đua nhau thổi và họ tìm thấy người bạn rồng xanh của mình. Tưởng chừng như chưa hề có cuộc chia ly nào, cả hai cứ thế vô tư vui chạy cùng nhau và hạnh phúc hơn nữa. Lúc này, Elliot không còn cô đơn khi vắng cậu thì nó cũng đã có một gia đình cho riêng mình. Mỗi cá thể dù người hay động vật cũng đều cần cho mình những gia đình nhỏ ấm áp. Tình bạn giữa con người và động vật một lần nữa được chứng minh, chỉ cần bạn đủ yêu thương thì chẳng có sự giao cản hay ngờ vực nào cả. Có thể con vật nào đó bạn đang ăn lại chính là người bạn thân của một gia đình nào đó.